video, nước lũ dâng cao chia cắt đường giao thông ở. Đêm 10 tháng 11 và sáng 11 tháng 11, xuất hiện mưa lớn làm ngập cầu, đường và sạt lở đường sá khiến giao thông bị chia cắt, hơn 300 nhà dân phải di dời khẩn cấp và hàng trăm học sinh buộc phải nghỉ học. Mưa lớn khiến nước dâng cao chia cắt đường giao thông ở. Trả lời phóng viên, ông Lê Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bông, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở, ngập úng do bão số 6 gây ra. Sau trận mưa đêm 10 tháng 11, nước dâng ngập cả hai cầu treo dân sinh bắc qua sông Bông. Hàng trăm học sinh các trường tiểu học Y3 và Cư Bu 1 phải nghỉ học để chờ khắc phục sự cố. Mưa lớn gây sạt lở một đoạn đường dài hơn 100 mét sát đầu cầu Buôn Mờ Khí, xã Giang Mao, dẫn đến nguy cơ sạt lở mố cầu. Nước dâng cao làm rò rỉ, gây nguy cơ dở đập thủy lợi Y Hờ Muôn, xã Cư Bu, chứa khoảng 700,0 mét khối nước. Lực lượng ứng cứu đang túc trực để ngăn các tình huống thiệt hại xấu nhất xảy ra, ông Long nói. Theo thống kê, có hơn 300 hộ dân, 300 hecta hoa màu bị ngập. Hiện các hộ dân trong khu vực ngập được sơ tán đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng sơ tán người và tài sản của dân đến nơi an toàn. Cụ thể, lượng mưa ở khu vực phía đông gồm các huyện Mờ, Ika từ 120-130mm, khu vực đông bắc gồm các huyện Y Hờ Leo, năng từ 60-90mm, các khu vực khác 24-0mm. Dự báo trong 12 giờ tới, mưa lớn xảy ra ở các huyện Mờ, Ika, Bớt, Cư Mờ Ga, Y Hờ Leo, Y Súc với tổng lượng mưa cả đợt từ 100-150mm. Các nơi khác có lượng mưa phổ biến từ 70-110mm. Người dân gặp nhiều khó khăn khi đi lại do đường ngập. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo các địa phương cần đề phòng lũ lớn gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông suối, sạt lở vùng đất dốc, hạn chế lưu thông qua các ngầm tràn, sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi vùng lũ lớn. Đài khí tượng thủy văn cho biết, sáng 11 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,9 độ vĩ bắc, 108,3 độ kinh đông, trên đất liền Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 40-50 giờ, giật cấp 7. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 dưới 40 giờ,